Chuyển sang những thông tin quan trọng khác, ngày 20 tháng 10, Công an Tây Ninh tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm xây dựng thí điểm Công an phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Đến dự có Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh. Với vai trò nòng cốt, Công an phường Ninh Thạnh đã tham mưu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường, củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời triển khai các biện pháp huy động tối đa lực lượng để đấu tranh phòng chống tội phạm và thực hiện tốt 22 tiêu chí về xây dựng phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Sau thời gian thực hiện thí điểm, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường Ninh Thạnh được giữ vững ổn định, không có tội phạm các loại nghiêm trọng trở lên. Công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường ngày càng đi vào đề nếp, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên.